Xin kính chào cô bác đang theo dõi kênh Sống An Lạc. Cô bác thân mến, chắc chắn nhiều cô bác ở đây đã từng một vài lần có cảm giác đau nhức, mệt mỏi sau khi ngủ dậy đúng không ạ? Tuy nhiên, hầu hết cô bác đều cho rằng do mình ngủ sai tư thế hoặc là do làm việc căng thẳng quá nên mới dẫn đến tình trạng trên. Thế nhưng, nhiều bác sĩ đã cảnh báo tư thế nằm ngủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ cũng như là gây hại cho sức khỏe của cô bác. Thậm chí một số kiểu ngủ sai cách mà nhiều cô bác đang mắc phải có thể gây hại cho tim, tăng nguy cơ đột quỵ và nguy hiểm nhất là đột quỵ ngay trong lúc ngủ đấy cô bác. Do đó trong video này, Sống An Lạc xin được cảnh báo 4 kiểu ngủ sai lầm mà cô bác nên nhanh chóng thay đổi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin mời cô bác cùng theo dõi để luôn có cho mình một giấc ngủ ngon cô bác nhé. Thứ nhất, kiểu ngủ gây hại mà ít ai ngờ tới nhất đó là ngủ nơi quá thông thoáng. Nhiều cô bác ở đây thường thích ngủ tại những nơi mát mẻ. Đặc biệt là vào mùa hè thì cô bác hay mở cửa sổ để đón gió trời từ bên ngoài vào cho dễ chịu thoải mái phải không ạ? Thế nhưng việc làm này là một sai lầm hết sức nghiêm trọng có thể khiến cô bác rước bệnh tật vào người đấy nhé. Có thể nói lúc ngủ là cơ thể của cô bác đang trong trạng thái yếu nhất. Nhiều cô bác ở đây có thể bán tín bán nghi về điều này bởi vì cô bác cho rằng một người khỏe mạnh bình thường, không mắc bệnh tật thì làm sao có thể yếu đi khi ngủ được, có phải không ạ? Vậy thì tôi xin chỉ ra một cách giúp cô bác có thể dễ dàng kiểm chứng điều này. Bằng cách cô bác sau khi thức dậy, cô bác hãy tự nắm chặt lòng bàn tay của mình. Tôi chắc chắn là không một cô bác nào ở đây có thể giữ chặt được đâu bởi vì cơ thể của cô bác lúc này đang còn rất yếu. Chính vì vậy, khi cô bác ngủ ở nơi quá thoáng mát thì các loại vi khuẩn và virus sẽ rất dễ xâm nhập vào cơ thể của cô bác. Và sau đó khi cô bác thức dậy vào ngày hôm sau thì có thể đã bị cảm lạnh hoặc là đau lưng. Tuy nhiên đây mới chỉ là những triệu chứng ban đầu thôi cô bác nhé. Nếu cô bác duy trì kiểu ngủ này trong một thời gian dài thì lâu dần sẽ ảnh hưởng xấu đến tim và phổi của cô bác. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất có thể khiến cô bác bị đột quỵ. Do đó, tốt hơn hết, cô bác nên hạn chế tối đa việc để gió lùa vào trong phòng ngủ cô bác nhé. Kiểu ngủ tiếp theo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đó là bật đèn, nghe nhạc khi ngủ. Tôi biết nhiều cô bác ở đây thường có thói quen bật đèn hoặc là nghe nhạc khi ngủ phải không ạ? Cô bác nghĩ rằng nghe nhạc sẽ giúp cho tâm trí của cô bác được thư giãn và sớm đi vào giấc ngủ hơn. Một số cô bác khác thì mắc phải căn bệnh sợ bóng tối nên lúc ngủ thường bật đèn ngủ để căn phòng lúc nào cũng có thêm ánh sáng. Tuy nhiên, hầu hết cô bác ở đây đều không biết những việc mà cô bác đang làm thường ngày đều có tác động xấu đến giấc ngủ. Cụ thể, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tim mạch đã tổng hợp một số nghiên cứu và chỉ ra rằng đèn ngủ quá sáng có thể khiến cô bác mắc bệnh béo phì, cholesterol tăng cao, thiếu ngủ và là những yếu tố gây hại cho sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, cô bác có thể không biết não của cô bác có cơ quan nội tiết được gọi là tuyến tùng quả. Khi cơ thể cô bác chìm vào giấc ngủ, nó sẽ sản xuất một lượng lớn melatonin, mạnh nhất là vào khoảng từ 11 giờ đêm cho đến sáng sớm hôm sau. Khi trời sáng, nó sẽ ngừng tiết ra hormone này. Mà cô bác biết không, hormone này không chỉ ức chế sự kích thích thần kinh giao cảm của cơ thể cô bác mà còn dẫn đến làm giảm huyết áp, chậm nhịp tim. Vì vậy, một giấc ngủ tốt trong bóng tối sẽ khiến cho tim mạch của cô bác được nghỉ ngơi và giúp cô bác phục hồi thể lực nhé. Bên cạnh đó, thói quen nghe nhạc khi ngủ mà cô bác cứ nghĩ là đang thư giãn cơ thể lại vô tình khiến giấc ngủ của cô bác không sâu, gây mơ màng, chập chờn và thậm chí cô bác có thể gặp ác mộng nữa. Từ đó, nếu cô bác nghe nhạc thường xuyên trong lúc ngủ thì có thể dẫn đến bệnh đau đầu mãn tính. Do đó, để tránh gặp phải vấn đề này, cô bác hãy chú ý đặt điện thoại ra xa khỏi giường trước khi ngủ để giúp não bộ được thư giãn hoàn toàn. Đồng thời, không bật nhạc và cô bác hãy tập làm quen với việc ngủ trong bóng tối cô bác nhé. Thứ ba, mặc quần áo quá chật, thậm chí là mặc cả áo ngực khi ngủ. Tôi chắc chắn rằng cũng có rất nhiều cô bác ở đây ít khi nào quan tâm đến việc mặc gì khi đi ngủ đúng không ạ? Bởi lẽ nhiều cô bác càng ngày bận bịu về nhà lại dọn dẹp nhà cửa nên tới lúc đi ngủ thì cũng đã thấm mệt. Cũng chính vì thế mà cô bác thường đặt lưng xuống là ngủ luôn. Thậm chí một số cô bác còn quên mất việc cởi bỏ áo ngực trong lúc ngủ.
Điều này lâu dần thành ra thói quen mà cô bác lại không hề cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đó là cô bác chưa biết đấy thôi, quần áo quá chật sẽ làm giảm nhịp sinh học, nồng độ melatonin bên trong cơ thể của cô bác, đồng thời tăng nhiệt độ cơ thể, gây ra phản ứng ngược khiến cô bác khó ngủ ngon và sâu. Thế nên cô bác cứ để ý mà xem, hôm nào cô bác mặc quần áo chật, ôm sát cơ thể thì thường cô bác sẽ cảm thấy nóng bức hơn so với việc cô bác mặc những bộ đồ ngủ thoải mái. Hơn nữa, trong một nghiên cứu tại bệnh viện ở Mỹ, các chuyên gia đã khảo sát 5.000 cô bác và phát hiện ra rằng những cô bác mặc áo ngực khi ngủ thì sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 2,1 lần so với những cô bác không mặc áo ngực. Đây có thể là kết quả của việc cô bác nén ngực trong thời gian dài, tăng nghẽn dẫn lưu bạch huyết và giữ lại các chất có hại trong vùng ngực. Vậy nên cô bác đừng quên sắm cho mình vài bộ đồ ngủ thật thoải mái để luôn có được giấc ngủ thật ngon cô bác nhé. Kiểu ngủ gây hại sức khỏe tiếp theo đó là ngủ ngồi. Cô bác nào ở đây đi làm văn phòng thì chắc chắn ít nhiều đã từng ngủ ngồi một vài lần rồi đúng không? Cũng dễ hiểu cho cô bác, bởi vì cả buổi căng thẳng làm việc thì tới trưa cô bác nào cũng muốn được chợp mắt một lúc để chiều làm việc được tỉnh táo hơn. Thế nhưng, khổ nỗi, công ty thì làm gì có sẵn giường như ở nhà để cô bác ngủ đâu, thành ra cô bác đành phải ngủ ngồi tạm vậy. Bên cạnh đó, cô bác cứ thử để ý mà xem, bác nhà đôi lúc thường hay ngủ một cách vô thức khi ngồi xem TV có phải không ạ? Tuy nhiên, cô bác nên hạn chế việc ngủ ngồi ngay lập tức vì đây là một kiểu ngủ xấu, có hại cho sức khỏe vô cùng cô bác nhé. Cụ thể, cô bác có thể hiểu rằng ngủ ngồi dễ dẫn đến nhịp tim của cô bác chậm, tim mở rộng sẽ làm giảm lượng máu chảy đến các cơ quan khác bên trong cơ thể của cô bác. Lúc này, dạ dày của cô bác sẽ không được cung cấp đủ máu, tạo nên gánh nặng đường tiêu hóa, từ đó dẫn đến chứng khó tiêu. Đặc biệt, việc ngủ ngồi sẽ khiến não của cô bác không được cung cấp đủ máu. Cuối cùng, do thiếu oxy nên sẽ dẫn đến ù tai và chóng mặt đấy cô bác. Thậm chí, việc ngủ ngồi còn có thể khiến cô bác tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, cực kỳ nguy hiểm nữa. Vậy nên, cô bác khi đi làm, hãy tìm vị trí nào bằng phẳng, có thể ngả lưng để nghỉ trưa thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ngủ ngồi mà cô bác đang mắc phải. Đồng thời, khi cô bác thấy bác nhà đang trong tình trạng buồn ngủ thì hãy khuyên bác nhà vào giường ngủ luôn nhé. Như vậy thì cô bác sẽ luôn cảm thấy thoải mái và cũng bảo vệ sức khỏe cho mình trong lúc ngủ đó cô bác. Cô bác thân mến, cô bác dành khoảng 1/3 cuộc đời để ngủ và nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Vậy nên, ngủ đúng tư thế luôn là vấn đề quan trọng hơn cô bác nghĩ. Sau đó, cô bác nên loại bỏ 4 kiểu ngủ vừa rồi để tránh gây hại cho sức khỏe của mình cô bác nhé. Bên cạnh đó, cô bác nên ghi nhớ rằng tư thế nằm ngủ khác nhau sẽ mang lại cho cô bác những lợi ích riêng biệt. Sau đó, trong phần tiếp theo của video, tôi xin chỉ ra 2 kiểu ngủ giúp cô bác cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Thậm chí, cô bác sẽ không còn bị tỉnh giấc giữa đêm hoặc là mơ màng khi ngủ nữa đâu. Xin mời cô bác cùng theo dõi để tìm cho mình một tư thế ngủ vừa mang lại lợi ích sức khỏe, giúp cô bác chống lại nhiều bệnh tật, lại vừa phù hợp với thói quen của bản thân. Kiểu ngủ thứ nhất là uốn cong người, kiểu thai nhi. Hầu hết cô bác ở đây đều cho rằng nằm ngửa khi ngủ mới chính là tư thế thoải mái nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, đó là cô bác chưa biết đó thôi, tư thế ngủ phổ biến nhất và cũng có vô số lợi ích nhất đó chính là uốn cong người, kiểu thai nhi. Nếu cô bác đã từng mang thai thì có thể nhớ lại, khi cô bác mang bầu thì việc nằm nghiêng kiểu này sẽ mang lại cho cô bác một giấc ngủ tuyệt vời phải không ạ? Đồng thời còn giúp cô bác đỡ bị đau lưng nữa. Tuy nhiên, kiểu ngủ này không chỉ có lợi với mình cô bác đang mang thai mà còn có thể giúp giảm tiếng ngáy nữa đấy cô bác. Nếu như cô bác chưa tin thì cô bác cứ để ý mà xem, bác nhà thường sẽ có thói quen gáy nhiều hơn là cô bác. Thế nhưng, những lúc bác nhà gáy to nhất nhiều nhất thì cơ thể luôn trong trạng thái nằm ngửa. Vậy nên, nếu cô bác không muốn mất ngủ vì những tiếng gáy kéo dài của bác nhà thì hãy khuyên các bác nên nằm nghiêng kiểu thai nhi, chắc chắn sẽ hiệu quả trông thấy đó cô bác. Hơn nữa, trong các nghiên cứu, khi cả hai cô bác cùng nghiêng sang một bên, cong nhẹ người và áp sát nhau cũng là một trong các tư thế ôm lúc ngủ được đánh giá cao đấy ạ.
Kiểu ngủ thai nhi dành cho hai người này còn có ưu điểm là giúp tăng hormone tình yêu oxytocin bên trong cơ thể của cô bác. Nhờ đó, gắn kết mối quan hệ vợ chồng hơn đó cô bác. Sau đó, khi ngủ, cô bác hãy nghiêng người sang một bên rồi uốn cong người khi ngủ để cơ thể được thư giãn nhất có thể nhé. Kiểu ngủ thứ hai là nằm ngủ nghiêng một bên. Nhiều cô bác sẽ thắc mắc việc nằm nghiêng và nằm nghiêng uốn cong người thì có gì khác biệt phải không ạ? Tuy nhiên, xin thưa với cô bác là hai tư thế nằm ngủ này sẽ mang lại những lợi ích riêng biệt đấy cô bác. Như tôi đã nói, nếu cô bác nằm nghiêng kiểu thai nhi có thể thư giãn cơ thể và giảm tiếng gáy, thì nằm nghiêng người sang một bên lại rất có lợi cho hệ tiêu hóa của cô bác. Thậm chí cô bác nào bị chứng ợ nóng thì ngủ kiểu này có thể kiểm soát đáng kể đấy nhé. Hơn nữa, không phải cô bác nào ở đây cũng sẽ cảm thấy thoải mái với việc nằm nghiêng và uốn cong người. Do đó, khi cô bác cảm thấy tư thế nằm ngủ thứ nhất không phù hợp thì có thể lựa chọn tư thế thứ hai. Bên cạnh đó, nếu cô bác thích ngủ nghiêng, hãy nhớ chọn thêm một chiếc gối nằm chất lượng để tránh đau cổ và lưng nhé. Ngoài ra, cô bác hãy đặt một chiếc gối giữa hai chân cũng sẽ giúp cô bác căn chỉnh hông tốt hơn, phù hợp với đường cong tự nhiên của cột sống. Cô bác có thể ngủ nghiêng bên nào tùy ý, miễn sao cảm thấy thoải mái nhất. Mặc dù đây là kiểu ngủ tốt, nhưng cô bác đừng ngại chuyển sang ngủ khác nếu thấy mỏi hoặc là không phù hợp cô bác nhé. Chung quy lại, nếu cô bác muốn có được một giấc ngủ ngon mà không gây hại đến sức khỏe, thì cô bác nên tuyệt đối tránh 4 kiểu ngủ sai lầm sau đây. Thứ nhất, kiểu ngủ gây hại mà ít ai ngờ tới nhất đó là ngủ nơi quá thông thoáng. Kiểu ngủ tiếp theo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là bật đèn, nghe nhạc khi ngủ. Thứ ba, mặc quần áo quá chật, thậm chí là mặc cả áo ngực khi ngủ. Kiểu ngủ gây hại sức khỏe tiếp theo đó là ngủ ngồi. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu đấy nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.